Tôi tên Nguyễn Thị Cúc, tôi năm nay 54 tuổi, cư ngụ ở quận Cương Phú. Thì ngày hôm nay tôi là muốn san sẻ là tôi là bị chứng bệnh là nhức đầu. Mà tôi đi kiểm tra thì bác sĩ chụp hình nói tôi là nhức đầu viêm xoang hàm. Thì mỗi lần nhức đầu đó là tôi phải dùng thuốc. Qua một cử một tháng tôi bị tái đi thể lại vậy, nhiều lần tôi phải uống thuốc một cử như vậy là tôi mới bớt nhức đầu. Nhưng khi bác sĩ nói là uống nhiều thì nó cũng có tác dụng phụ, và tôi cũng bị uống cổ, nói chuyện nhiều thì tôi cũng nghe mệt, nghe chứng thủy và giãn chân tĩnh mạch, đi đứng nhiều thì cảm giác như cái nặng cái chân. Thì con gái tôi có giới thiệu cho tôi một loại thuốc tên là Vitality. Thế mẹ dùng thử đi. Đầu tiên thì tôi cũng không chịu, tại vì tôi cũng không tin tưởng. Tôi nhưng con tôi nó thuyết phục tôi dữ lắm, thành ra tôi nói thôi giờ để mẹ dùng thử. Nhưng khi tôi dùng thử thì khoảng chưa đầy tuần lễ thì tôi nói chuyện cảm thấy là tôi rất khỏe khoắn, ngay chứng thủy. Tôi không còn cảm giác mà nghe mệt nữa. Thì tôi vẫn thấy vậy, tôi vẫn dùng tiếp tục. Thì tôi dùng nghĩa là qua khoảng gần một tháng thì lúc đó thì tôi cũng có nhức đầu viêm xoang lại một lần hai lần, nhưng sau đó là về sau là tôi cũng không thấy nhức lại nữa. Và khi tôi dùng được 2-3 tháng thì tôi có bị lại một lần hai lần, nhưng lúc đó tôi vượt qua, tôi không uống lại cái thuốc tây nữa, tôi vẫn dùng Vitality. Và sau con tôi nói thôi bây giờ để đem thêm thuốc này, con đưa thuốc này thêm cho mẹ để cho mẹ dùng để hỗ trợ. Thì nhiều khi mẹ có những bệnh lý nào nữa là mẹ sẽ cảm thấy nghĩa là tác dụng rõ ràng. Thật ra ngày nay tôi lên đây để tôi chia sẻ với mọi người